với News Corp tạo thành công cụ mới về tin tức. Trong thông báo, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Facebook, ông Mark Zuckerberg cho biết, mọi người muốn xem các thông tin chất lượng cao trên Facebook. Tôi cảm thấy háo hức khi Facebook có cơ hội đính kèm các sản phẩm chất lượng từ The Wall Street Journal hay từ một số bộ phận khác của Mỹ News Corp trên thanh công cụ mới. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết về thỏa thuận hợp tác trên được công bố. Trong tháng trước, Facebook cho biết thanh tin tức mới sẽ được giới thiệu, với nhiều tính năng khác biệt cơ chế News Feed hiện nay đây là chuyên mục được phát xe xây dựng dựa trên những thông tin do các nhà báo có kinh nghiệm lựa chọn ngoài ra các nội dung khác của tính năng mới cũng dựa vào những thuật toán để tìm xem nội dung ưa thích của người đọc hay những trang báo nào mà người đọc thường theo dõi hoặc tương tác News tab được facebook kỳ vọng sẽ cung cấp trải nghiệm đọc tin tức theo dạng cá nhân hóa